Mến chào các bác, các anh em đã quay trở lại với Quang Huy Audio và kênh chuyên test âm thanh bãi, âm thanh cổ. Trong video ngày hôm nay em gửi đến cho các bác anh em một cái sự lựa chọn gần đây của chúng ta là chơi rất là đa năng các em nhé. Là con âm ly Kenwood có mã là KA990D các bác em nhé. Con này nó sản xuất vào những năm 1986 và nó có cái size ngang là 43, size ngang là 43 các em nhé. Và cái chiều cao của nó rất là chiều dày của nó rất là dày các bạn nhé, là cao của nó là 15 và hậu sâu của nó là 42. Máy đặc linh kiện rất là nặng, con này nặng phải rơi cỡ 14 cân này các bạn nhé. Mặt của nó là mặt nhôm màu đen và nó có thể chơi là hai cầu loa cùng một lúc được luôn các bạn nhé, là A cộng B này, hoặc là đánh từng cầu A hoặc B, rất là nhiều cổng ăn chơi. Chỉnh bát này, chỉnh chép này, các ba em nhé. Đó, tiếng nó rất là lực. Đó, cổng CD này. Và đây là cái đèn này. Khi chúng ta nhả mũ tinh ra nó sẽ sáng cái đèn này các bạn nhé. Có cả lau led này. Đây, công suất đây các em nhé. Đánh cặp bát 30 mà chỉ nhích nhích lên là đã tiếng to lắm rồi các ba em. Và phần máy móc của nó đây, nguồn của nó là nguồn lồi. Quả nguồn này rất là chất lượng các em nhé. Và nó có 4 con tụ, 4 con tụ Elna được hãng Kenwood dập luôn cả cái dòng chữ đây là Elna, nhưng mà ở bên cạnh nữa là còn chữ Kenwood nữa các em nhé. Dập thương hiệu Kenwood luôn. Và phần sò của nó thì nó chạy là 4 con sò Sunken 2 vít và chợ thêm nó là 4 con Sunken 1 vít nữa các bạn nhé. Đây, các bạn em nhìn bộ sò này nó thấy sướng chưa? Rất là khỏe các bạn em nhé. Quá trời sò luôn. Và những con sò này thì nó đánh thì nó không, các bạn anh em không phải suy nghĩ rồi. Về cái phần công suất thì đánh quá là tuyệt vời rồi. Máy móc linh kiện này, các bạn anh em nhìn còn sáng choang. Đây là hàng bãi về các bạn em nhé, không hề vệ sinh, không hề tắm rửa thì các ba anh em có quay luôn các ba anh em luôn đấy. Và những cái đây đằng sau rất là nhiều rắc kết nối, loa là đánh từ 4 đến 16 ohm các ba em nhé, hoặc là đánh hai cầu cùng một lúc thì phải đánh từ 8 đến 16 các ba em nhé. Series của nó đây 2088 Kenwood KA990D, điện vào là 100V và công suất là 300W các bạn em nhé. Made in Japan. Các bạn em nhìn cái cầu loa chất lượng thế này cơ mà. Cầu loa rất là to, rất là chất lượng. Đây, máy móc đặc linh kiện. 4 con tụ Elna các bạn em nhé. 4 con tụ Elna. 10.000 mF các bạn em nhé. Nguồn tụ rất là lớn, nguồn nồi. Các bạn chơi những con này là chơi những cặp bát 30 hay 40, thậm chí là những cái cặp loa của Nhật ấy. Của Nhật thì đánh thoải mái các bạn nhá. Của Mỹ thì độ nhạy nó sẽ cao hơn và đánh thừa luôn các bạn em. Con này em đánh vào những cặp loa Kenwood mang carbon hay là những cặp Deaton mà carbon thì đánh thoải mái các bạn nhá. Cái phần công suất của nó là dư rồi. Đánh kẹt bô các bạn em nhé. Sò đây, đặc linh kiện, sò xiếc xếp đầy luôn. Vâng, con này thì em đang giao lưu đến các bác anh em. Con Kenwood này đang giao lưu đến các bác anh em là 4.2 triệu. Các bạn anh em mua con này thì em sẽ bao ship cho các bạn anh em chơi thoải mái. Chỉ bỏ ra chỉ 4.2 triệu thôi là nhận về tận tay rồi các bạn em nhé. Giá trên là em bao ship cho các bạn em chơi yên tâm, thoải mái. Để có đồ chơi chơi Tết ghép vàng nữa là chúng ta có thể karaoke nghêu ngao thoải mái các bác em nhé. Các bác anh em mà muốn mua con Kenwood này thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại ở trên tấm biển các bác em nhé. Em sẽ giao hàng toàn quốc cho các bác anh em. Các bác em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì hãy nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận những video mới nhất của em đăng lên các bác anh em nhé. Cảm ơn các bác anh em đã theo dõi. Xin thân ái và chào tạm biệt. Hẹn gặp các bạn anh em trong những video tiếp theo.